tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video hôm nay. Hôm nay em đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là kép nước của Kia Seranto 2007. Đây là một người sẽ cùng nhìn sơ qua sản phẩm được cấu tạo từ cương lớp tản nhiệt, thì như em nói trong cái hệ thống điều hòa dàn sưởi kép nóng kép nước turbo là cấu tạo được sản xuất từ các tép nhôm đúc kép lại với nhau. Bên trên hai thành là cái ốp bắt vào kép nước bằng nhựa cao cấp. Đây là sản phẩm của hãng Dowon Hàn Quốc. Đây em có thể nhìn, đây là mã sản phẩm và cái ngày sản xuất người ta cũng có dập rõ, đây là 14 tháng 6 năm 2019. Đây là đầu vào đổ nước mát vào đây, em nhìn nhé. Đây là cái chân để chúng ta bắt vào giá đỡ kết nước này. Đây là cái điểm chờ để chúng ta bắt quạt. Mỗi quy cách đóng gói của sản phẩm là mỗi một sản phẩm sẽ được đóng trong nguyên một hộp này, và với các số đo như 720cm, 150cm và 580cm, tức là chiều dài và chiều rộng, chiều dày đấy. Hay đường ống dài của kép nước đấy. Đây em nhìn, đây là hàng Dowon Hàn Quốc này, thì nó như hàng theo xe luôn, cái chất nhựa và cái chất nhôm của nó anh em nhìn rất chi là đồng đều, nó không bị trắng hay không bị tuyển ố. Đây cái lan của nó rất là đều, giúp tản nhiệt rất là tốt. Đây vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người sản phẩm, đó chính là kép nước của Kia Seranto 2007. Cảm ơn anh em đã một chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara OKBMT. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.